Mọi người, ngày hôm nay mình có một đơn nhỏ trên Shopee. Này của có đặt của mình là 5 tấm sticker lẻ nha mọi người. Ok. Ok, mình sẽ gói vô một cái bịch nha. Mình sẽ bọc thêm một cái miếng cà tông ở ngoài cho nó không bị gì hết nha. Gói vô nha. Rồi. Đồ tốn kìa. Ok, món đầu tiên là bà ấy đặt cùng mình đó chính là một cái kệ mình pass lại mọi người. Cái bé này là bị bom rất là nhiều lần luôn rồi mọi người, mà bây giờ mình mong là nó sẽ về được chủ mới nha. Cái kia ừ. Tiếp theo là bạn ấy đặt 3 set note nha mọi người. Mình sẽ lấy set 100 tờ. Rất là xinh luôn nha. Là hai cái sticker set 4 tấm nha, rất là xinh luôn. Tên gì vậy? Làm ra cái giấy này đỡ phải tốn tiền. Không đâu, không đủ.